Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay thứ Bảy ngày 5 tháng 9 năm 2015. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, tình trạng ít mưa trong những ngày qua đã đưa nền nhiệt ban ngày nhiều nơi ở Nam Bộ tăng lên mức cao từ 34 cho đến 35 độ. Vì vậy, về chiều thường phát sinh những ổ mây dông nhỏ di chuyển từ khu vực này qua khu vực khác, gây mưa rào kèm theo dông, thời gian mưa không kéo dài và xảy ra không đều. Do có mưa nên đến đêm, nhiệt độ một số nơi giảm nhẹ. Thưa bà con nông dân, thời tiết nóng ẩm và mưa xen kẽ như hiện nay là điều kiện hết sức thuận lợi cho sâu đục thân phát triển và gây hại trên lúa thu đông. Và qua ghi nhận của nhóm phóng viên thời tiết nông vụ về tình hình sâu đục thân hại lúa cho thấy, hiện nay thì đối tượng dịch hại cũng bắt đầu xuất hiện và có khả năng phát triển mạnh. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, hiện nay thì sâu đục thân có thể gây hại ở mọi giai đoạn phát triển của cây lúa, nhưng gây hại mạnh nhất là ở giai đoạn cây lúa để nhánh đồng chỗ như thế này. Còn ở giai đoạn mà cái lúa trổ thì khi sâu đục thân gây hại sẽ làm cho lúa bị bạc bông. Nếu một số sâu cao thì dẫn đến năng suất thấp. Còn theo thống kê của Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam thì hiện nay diện tích lúa thu đông nhiễm sâu đục thân là 872 ha với tỷ lệ nhiễm là từ 5 đến 10%. Tập trung tại các tỉnh là Sóc Trăng, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang và Đồng Tháp. Vì vậy để mà chủ động quản lý sâu đục thân hại lúa ngay từ bây giờ bà con nông dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng trị theo đó các biện pháp quản lý và phòng trị sâu đục thân hại lúa được trung tâm bảo vệ thực vật phía nam khuyến cáo như sau vệ sinh nồng ruộng sạch cỏ dại lúa chét lúa rầy phát quang bờ bón phân cân đối giữa đạm lân và kali, không nên bón quá nhiều đạm và bón đạm kéo dài hạn chế phun thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ thiên địch của sâu đục thân lúa trên đồng ruộng sử dụng bẫy đèn để bắt sâu đục thân trưởng thành ngắt ẩu trứng đem tiêu quỷ áp dụng công nghệ sinh thái trồng qua trên bờ ruộng để bảo vệ nguồn thiên địch của sâu đục thân trên đồng ruộng gieo xạ với mật độ thưa hợp lý từ 100 đến 120 kg trên 1 hecta, áp dụng 3 giảm 3 tăng hoặc 1,5 giảm và tuân thủ lịch gieo xạ theo khuyến cáo địa phương. Xin nhắc lại, một trong những giải pháp phòng trị sau đục thân đạt hiệu quả, ít tốn chi phí và giảm tác động ô nhiễm môi trường chính là thực hiện theo mô hình công nghệ sinh thái hay còn gọi là ruộng lúa bờ qua. Đây là giải pháp đang được ngành nông nghiệp khuyến cáo nông dân thực hiện và nhân trọng trong thời gian tới. Vì vậy, bà con nông dân cần chú ý nhiều đến giải pháp này thưa quý vị thưa bà con nông dân bản tin thời tiết nông vụ xin khép lại tại đây hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo